90% số tiền trong đời kiếm được sau tuổi 40, tại sao lại như vậy? Quý vị thân mến, bạn có biết số tiền bạn kiếm được sau tuổi 40 sẽ chiếm tổng tài sản của bạn trong cuộc đời không? Nhiều người có thể đoán khoảng 50%, trong khi nhiều người đoán là 40%, thậm chí ít hơn. Thực tế không phải là sự thật. Các chuyên gia kinh tế đã thực hiện một cuộc khảo sát cụ thể để nghiên cứu về vấn đề này. Họ đã đến thăm 500 người làm việc trong nhiều ngành khác nhau và thông qua số liệu thống kê về tài sản của họ, cuối cùng họ đã đưa ra kết luận. Đối với hầu hết mọi người, số tiền kiếm được sau tuổi 40 chiếm tới 85-90% tổng tài sản của họ. Thống kê từ các chuyên gia kinh tế trong khảo sát thường niên về giờ làm việc và thu nhập chỉ ra rằng nam giới kiếm được tiền tốt nhất trong những năm từ tuổi 40-49. Trong khi đó, với nữ giới là giữa tuổi 30-39. Theo hãng nghiên cứu tiền lương từ 22-33 tuổi, lương của phụ nữ nhích nhẹ hơn nam giới. Tuy nhiên, khi đến tuổi 34, mức tăng trưởng thu nhập của phụ nữ bắt đầu chậm lại, trong khi nam giới vẫn ổn định. Khoảng cách nhỏ nhất về tiền lương giữa hai giới xảy ra ở tuổi 25 và lớn nhất ở tuổi 54. Lý do chính khiến nam giới tiếp tục thấy tăng trưởng lương đáng kể sau này trong sự nghiệp của mình so với phụ nữ là do họ lựa chọn công việc. Những công việc phổ biến hơn đối với nam giới có xu hướng tăng lương thực tế lâu hơn như các nhà phát triển phần mềm hay các vị trí kỹ thuật. Trong khi các công việc phổ biến hơn đối với phụ nữ như giáo viên, nhân viên y tế, nhân viên xã hội, nhân viên quản trị có xu hướng tăng trưởng lương thực tế ngắn hơn. Các chuyên gia cho rằng, của cải tuân theo quy luật cày trước gặt sau. Chỉ có sự tích lũy và chuẩn bị trong những thập kỷ trước mới có thể dẫn đến sự bùng nổ sau đó. Vì vậy, đối với giới trẻ ngày nay, nếu hiện tại bạn đang trong cảnh nghèo khó, hoặc nếu bạn làm việc chăm chỉ nhưng vẫn không kiếm được nhiều tiền, xin đừng lo lắng về điều này và đừng cảm thấy chán nản. 22 tuổi, hãy cứ mạnh dạn để xã hội bóc lột sức của bạn. Đây là giai đoạn sơ sinh, nhưng cũng là giai đoạn chuẩn bị đầy quan trọng trên bước đường tạo ra thu nhập sau này của bạn. Ở độ tuổi này, chúng ta chưa có gì ngoài sức khỏe và sự nhiệt huyết. Chính vì lẽ đó, bạn không thể đòi hỏi một công việc với mức thu nhập cao hơn năng lực của bản thân được. Cái bạn cần phải tích lũy ở giai đoạn này, đó chính là vốn sống và kinh nghiệm làm việc, chứ không phải là đồng lương. Khi bạn đến một công ty thực tập, trải nghiệm và làm việc, thì hãy chịu khó quan sát xem công việc bạn đang làm ở đó vận hành ra sao, hệ thống công ty hoạt động như thế nào, tiến trình để thực hiện để giải quyết những công việc đó phát sinh bao gồm những gì. Và cho dù bạn có bị bắt làm những công việc nhỏ nhặt nào đi chăng nữa, thì hãy cứ vui vẻ chấp nhận. Đừng nghĩ đó là sự sai vặt hay hành hạ gì, bởi để đảm nhiệm được những công việc lớn, thì bạn phải đảm bảo mình sẽ luôn làm tốt ở những công việc dù cho đó là nhỏ nhặt nhất. 22 tuổi, con đường tương lai phía trước còn rất dài. Ở độ tuổi có thể chịu khó, chịu khổ, thì ngại gì mà bạn không quăng mình ra xã hội để va chạm, để tích lũy, để tìm kiếm cho mình những cơ hội, phải không nào? 25 tuổi, phải sử dụng đến trí tuệ. 25 tuổi, tức là khoảng thời gian bạn đã đi làm được vài năm và tích lũy được chút kinh nghiệm và kỹ năng. Khi những kinh nghiệm sống và kiến thức dần được vun đúc, thì đến lúc bạn phải vận dụng tri thức để kiếm tiền. Nếu như bạn bè cùng trang lứa bây giờ mới bắt tay vào công việc tích lũy, thì bạn đã có cho mình được ít nhất vài ba năm để bươn trải. Đó là một lợi thế cực lớn. Khi những kinh nghiệm làm việc đã được tích lũy trong suốt một thời gian qua, khi những góc nhìn đã phần nào được cải thiện, thì giờ là lúc để bạn vận dụng tri thức đó của mình để kiếm ra tiền. Năng lực của bạn càng cao, nguồn thu nhập của bạn sẽ càng lớn. Tất nhiên như tôi nói ở trên, để có nguồn thu nhập lớn, đó là bạn phải bỏ công sức, đổ mồ hôi và nước mắt để có được thành quả như hiện tại. Bạn càng chăm chỉ, bạn càng đầu tư cho kinh nghiệm, cho công việc, thì mức lương của bạn có được sẽ được nâng dần theo năm tháng. Đây cũng là cách kiếm tiền có thể gọi là phổ biến hầu hết hiện nay. Cần cù, siêng năng, chăm chỉ thì ắt thu nhập sẽ được cải thiện. Nhưng vấn đề phát sinh ở đây là sẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài
để có được điều mà bạn mong muốn. Phương thức dùng tiền để kiếm ra tiền. Phi thường thì bất phú. Chắc hẳn bạn đã nghe câu nói đó rồi chứ. Dùng sức để kiếm tiền thì giá trị lao động tính theo giờ. Dùng trí kiếm tiền thì được tính theo năng suất và khả năng. Còn nếu bạn biết dùng tiền để kiếm tiền, thì giá trị sẽ là vô hạn nếu như bạn nắm được luật chơi đầu tư này. Ai cũng biết được điều đó. Ai cũng muốn có được nguồn thu nhập tăng lên theo cấp số nhân ở hàng tháng. Nhưng vấn đề là không phải ai cũng dám, cũng hiểu và cũng có thể thực hiện được những điều kể trên. Bởi vì không phải ngẫu nhiên mà các doanh nhân, các nhà đầu tư họ có thể nắm vững được luật chơi mà có thể đưa ra các quyết định đầu tư mang lại nguồn thu nhập thụ động khổng lồ hàng tháng cho chính họ. Họ cũng từng đắn đo, cũng từng thất bại, cũng từng suy nghĩ làm thế nào như chúng ta. Nhưng cái họ khác chúng ta là họ dám hành động, dám tự tin với quyết định của chính mình. Chỉ cần bạn làm tốt những điều sau đây trước tuổi 40, tài sản sẽ dần dần dồn về phía bạn theo thời gian. Thứ nhất, hãy trau dồi thật sâu khả năng của mình. Chuyên gia về sự giàu có Thomas Stanley đã từng đưa ra quan điểm như thế này. Thu nhập của một người chỉ có thể tăng lên khi khả năng của họ tăng lên. Nói cách khác, sự giàu có của mỗi người phù hợp với sức mạnh của chính họ. Khi còn trẻ, bạn có thể bình tĩnh làm việc chăm chỉ. Khi khả năng của bạn tăng lên, thu nhập của bạn tự nhiên sẽ tăng lên. Doanh nhân Robert Kiyosaki đã cho biết, nếu bạn đang cố gắng làm giàu, hãy nhớ đừng xây tòa nhà cao tầng trên những cột chống dài 15cm. Những người không có nền tảng vững chắc sẽ nhanh chóng đánh mất nó, ngay cả khi họ kiếm được tiền nhờ may mắn. Trước 40 tuổi, điều bạn nên làm không phải là mơ mộng làm giàu chỉ sau một đêm, mà hãy thực tế và trau dồi khả năng của mình lên đỉnh cao. Chỉ cần bạn sẵn sàng làm việc chăm chỉ và không ngừng hoàn thiện bản thân, khi giá trị của bạn tạo ra đủ cao, sự giàu có sẽ tự đến. Thứ hai, hãy đầu tư cho trí não. Để kiếm tiền, cuộc cạnh tranh cuối cùng là lượng kiến thức và trình độ nhận thức. Người không có đủ kiến thức hiểu biết thì giống như là bị trói buộc trong xiềng xích vô hình. Dù có phấn đấu đến mấy, cũng không bao giờ thoát khỏi cảnh nghèo. Chỉ bằng cách tích lũy kiến thức, bạn mới có thể nắm bắt chính xác sự giàu có và đạt được những thay đổi lớn trong cuộc sống. Trước 40 tuổi, sự nhạy bén trong đầu tư của bạn sẽ mở rộng ranh giới giàu có. Sau khi Elon Musk trở thành người giàu có nhất thế giới, ông đã đến Đại học Thanh Hoa để phát biểu trong một năm. Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý tại Đại học Thanh Hoa hỏi Elon Musk, làm thế nào anh đạt được những thành tựu như vậy? Tỷ phú Elon Musk đã trả lời, hãy tiêu tiền cho trí óc và đọc thật nhiều sách. Thời còn đi học, ông đã hình thành thói quen đến các hiệu sách và mua sách. Mỗi tuần ông ấy đều mang về một chồng sách và đọc chúng một cách cẩn thận. Ngoài khoa học viễn tưởng, triết học và tôn giáo, Elon Musk còn quan tâm đến vật lý, kỹ thuật, năng lượng và các lĩnh vực khác. Sau khi bắt đầu kinh doanh, hàng năm ông đều bỏ tiền ra mua một lượng lớn tạp chí định kỳ. Thông qua việc đọc sách, ông đã nắm vững được kho kiến thức phong phú, đồng thời có sự hiểu biết sâu sắc về kinh doanh. Việc đầu tư liên tục cho tâm trí đã cho phép Elon Musk tạo ra những công ty trị giá hàng tỷ đô ở nhiều lĩnh vực khác nhau khi 40 tuổi. Nhà tư vấn kinh doanh Lục Minh đã cho rằng con đường đến sự giàu có phụ thuộc vào bộ não. Hiệu ứng chồng chất do kiến thức mang lại sẽ giúp một người có được nhiều của cải hơn. Bạn muốn có được bao nhiêu của cải thì bạn cần phải có nhiều kiến thức trong đầu. Hãy học cách đầu tư vào bản thân khi còn trẻ, đọc nhiều sách hơn, tham gia nhiều khóa học hơn, cải thiện tư duy và mở mang đầu óc. Thứ ba, hãy trau dồi khuôn mẫu của riêng mình. Ông Kazuo Inamori, tỷ phú lừng danh của Nhật Bản, từng chật vật trong nửa đầu cuộc đời. Mãi đến năm 40 tuổi, ông mới đạt được nhiều thành tựu. Nói về bí quyết của mình, ông tóm gọn trong ba từ, đó là lòng vị tha. Sự giàu có trong tương lai của một người được ẩn giấu trong khuôn mẫu của họ. Khi bạn nghĩ đến người khác, cho đi nhiều hơn, bạn sẽ nhận về những bất ngờ lớn. Trước 40 tuổi, hãy học cách mở ra khuôn mẫu của riêng mình. Khi có lợi ích,
hãy giúp đỡ người khác nhiều hơn. Khi người khác gặp khó khăn, hãy chủ động chia sẻ bằng sự tử tế. Mọi nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp bằng những phước lành và quà tặng lâu dài. Nhà sáng lập Amazon Bezos đã từng hỏi Warren Buffett, chiến lược đầu tư của ông rất đơn giản, tại sao không ai có thể sao chép được? Warren Buffett đã trả lời, bởi vì ít người muốn làm giàu từ từ. Thành Rome không được xây dựng trong một ngày, và kim tự tháp cũng không phải được xây từ những viên gạch nhỏ. Một người muốn trở nên giàu có, không chỉ cần tài năng, năng lực, mà còn phải tích lũy rất nhiều. Trước tuổi 40, hãy trau dồi kỹ năng, làm giàu trí óc và liên tục gia tăng giá trị cho bản thân. Hãy tin rằng sau một thời gian, bạn sẽ mở được cánh cửa dẫn tới sự giàu có.